Xin chào cả nhà, tôi là Kim Trần, giám đốc marketing của công ty cổ phần công nghệ VIOT, công ty công nghệ có vinh dự được nhận giải thưởng 45.000 đô từ cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp thanh niên thủ đô vào tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội. Ngoài giải pháp chiếu sáng thông minh Smart Lighting của VIOT, thật ra chúng tôi còn có nhiều giải pháp công nghệ khác để gắn với việc phục vụ cho cộng đồng, hướng tới một cái thông điệp chung, đó là làm cho thế giới trở nên sáng sủa hơn. Hôm nay Kim xin được giới thiệu với các bạn một cái giải pháp công nghệ rất hay ở trên thế giới, mà ở Việt Nam thì VIOT là đơn vị đang phát triển. Giải pháp này đến từ công ty tên là Powerwell. Powerwell là một cái doanh nghiệp sáng tạo từ Úc, và họ chọn cho mình cái sự nghiệp liên quan đến circular economy, là nền kinh tế tuần hoàn, nghĩa là làm sao cho cái hoạt động vận hành của nền kinh tế trở nên bền vững hơn. Thì sáng kiến mà họ đã phát minh ra đó là một cái hệ thống quản lý thông minh để giúp chúng ta tái phục hồi pin của laptop hoặc pin của xe điện. Chúng ta được biết là trên thế giới đâu đó có khoảng từ 1 cho đến khoảng 2 tỷ cái laptop, và trung bình một cái laptop thì khoảng từ 5 tới 7 năm thì pin sẽ bị chai, và phần lớn pin chứa lithium, chứa chì, chứa kẽm là những nguyên tố có hại và không thân thiện với môi trường, và xử lý những cái vật liệu này rất tốn nhiều chi phí. Và Powerwell đã phát minh ra được giải pháp về giúp cho tái chế lại được cục pin đấy để tái sử dụng lên đến 80% so với năng lượng trước khi trạng thái bình thường, trạng thái nguyên thủy, hoặc là cái pin đó được tái chế và có thể phục vụ cho những cái hoạt động xã hội. Powerwell là tổ chức đã được nữ hoàng Anh vinh danh và mời sang Anh để trao giải thưởng, và cái sáng kiến của họ có ý nghĩa rất lớn. Ví dụ cho một câu chuyện rất kinh điển, đó là chúng ta đi trên những con đường ngoằn ngoèo và nguy hiểm, sẽ có những khúc cua, những khúc ngoặt, và ở đó có thể sẽ không có điện. Thế thì làm sao mà cảnh báo được cho người đi đường? Thì Powerwell họ thiết lập cái cục pin này gắn với một cái hệ thống năng lượng pin, năng lượng mặt trời, đi tiếp nhận năng lượng và nạp vào cái hộp đèn, và hộp đèn được lập trình để có thể tắt mở theo thời gian. Và thế là các anh chị hình dung vào những đêm tối hoặc những lúc mà thời tiết sương mù dày đặc ảnh hưởng tới giao thông, thì những cái khúc ngoặt nguy hiểm đó sẽ luôn có đèn sáng để cảnh báo đây là khu vực rất nguy hiểm, phải lưu ý. Ngoài ra, trong những tình huống mà chúng ta trải qua năm vừa rồi, ví dụ như là lụt lội, sẽ có những gia đình bị rơi vào tình trạng là ở nơi xa và cần giúp đỡ nhưng không biết cách nào mà phát được tín hiệu cầu cứu, thì cái hệ thống này cũng giúp phát ra cái đèn flash chớp nháy để giúp gây sự chú ý và hỗ trợ cho công tác cứu hộ cứu nạn. Thế quay về Việt Nam thì VIOT là đối tác của Powerwell tại Việt Nam để giúp đưa cái công nghệ này cho nhiều mục đích khác nhau. Thứ nhất là mục đích về xã hội, đó là Powerwell giải pháp này cùng với một cái tấm pin năng lượng mặt trời có thể tích trữ được cái hộp để lên đến khoảng 70-100W, và giúp cho ở đây là ba cái đầu ra, là giúp được cho khoảng 3 bóng đèn. Ở đây là cổng USB để sạc được điện thoại. Và cái bộ bo mạch này được lập trình kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth để giúp nắm được cái tình trạng sử dụng, tình trạng pin trong thiết bị. Thứ hai là trong công nghiệp thì giải pháp Power Management của Powerwell có thể giúp phục hồi được cái năng lực của pin dùng dành cho xe điện, xe máy điện, xe đạp điện, xe ô tô điện, hoặc là pin dành cho laptop. Thì đó là những cái giải pháp nó góp phần
làm cho nền kinh tế bền vững hơn, thân thiện hơn và bảo vệ môi trường hơn. Và VRT rất tự hào là đối tác của Powerwell tại Việt Nam.